Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô linh sam song hình lá gí anh chị nè, lá gí gí vậy nè. Đó, lá nó bự, nó mới nó còn non, nó ra thì nó hơi bự bự xíu, nó rút lại là chút xíu luôn anh chị. Rồi linh sam song hình lá gí á, trồng trong cái ống rất là dài ha anh chị. Từ ống từ đây xuống đây đo thử coi bao nhiêu. Chiều cao ống là 29. Chiều cao ống là 29, em đo một cái hoành thôi. Hoành 8. Thì cỡ hoành cỡ em đo chỗ này ha là hoành cỡ 89, dưới này là cỡ mười mấy đó. Rồi em đo chỗ này thôi ha. Nói chung là cái hoành nào cũng cỡ 89 thôi. Nữa là em đo chiều dài của cái cành bay này thôi nha anh chị. Mã số là 216. Cành bay 19. Cành bay 19, chiều dài ống nãy là 30. 29-30 đó, cô chú anh chị cứ coi sao hắn ha. Ống nào cũng như ống nấy thôi. Mã số 216. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 250.000 bao ship tận nhà luôn ha. Còn mấy cây thôi anh chị. Rồi tiếp theo 217. Nó về ốp đá hoặc chơi kiểu cũng rất là đẹp nha anh chị. Em đo dáng bài ra. Cành bài 25. Cành bài 25. Rồi 217 cũng 250.000 bao ship đồng giá nha anh chị. Rồi tiếp theo 218. Cành bài 2000. Rồi cũng đồng giá 250.000. Rồi tiếp theo 219. Cây co quái khá đẹp anh chị. Cành bay 19. Cành bay 19. Rồi cũng 250.000. 219. Rồi tiếp theo 220. 220. Cành bay 20. Cành bay 20. Rồi cũng 250.000. 220. Rồi tiếp theo 221. Cành bái 22. Mã số 221. Rồi cây này giao lưu với quý anh chị cũng 250.000 ha, bao ship ha. Rồi tiếp theo 222. Cây này quái anh chị. Đó, mỗi cây nó có cái quái khác nhau ha. Chiều cao chỗ này là 23. Chiều cao 23. Mã số 222. Rồi cũng 250.000. Rồi tiếp theo 223. 223. Cò quái luôn ha. Cành bay 21. Cành đây 21. Mã số 223. 223. Rồi cũng 250.000. Rồi tiếp theo 224. 224. Ồ, cò quái đẹp nha chị. Cành bay 23. Cành bay 23. Mã số 224. Rồi cũng 250.000. Rồi tiếp theo 225. 225. Thấy cái bầu nó hơi không đều anh chị. Dễ ngà. 225. Để rất là đẹp luôn. Cành bay 19. Đó, cái thân chỗ này là 89 nè. Đó, khi 10 luôn ha anh chị. Đó, cành bay chỗ này là 29. Cái ống của này là 30 nè. Rồi mã số 229 cũng 250.000 bao ship nha anh chị. 225. 225. Mã số 225. 250.000 bao ship. Rồi tiếp theo 226. Cây rất là co quái. Cành bay 18. Cành bay 18. 226 anh chị. Rồi cũng 250.000. Rồi tiếp theo 227. Mỗi dáng có cái cò quái khác nhau nha anh chị. Cành bay 24. Rồi cũng 250.000 em bao ship. 227. Rồi tiếp theo 228. Nè, cò quái anh chị coi nè. Lắc rất là đẹp luôn ha. Cái này dễ sống lắm nha anh chị. Yên tâm ha, rất là dễ sống. Cành 325. Cành 325. Rồi cũng 250.000. Mã số 228. Rồi tiếp theo 229. 229. Cây co quái rất là đẹp nha. Cành 319. Cành 319. Mã số 229. 229. Rồi cái này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 250.000 nha. Rồi tiếp theo 230 nha anh chị. Cành bay 20. Cành bay 20. Mã số 230. 230. Rồi 250.000. Rồi tiếp theo 231. 231. Cây co cực kỳ quái không chú chị. Cành bay 16. Cành bay 16. Mã số 231. 231. Rồi cây này em giao luôn chị cũng 250.000. Rồi tiếp theo 232.
Cành 317. Mã số 232. Đó. Rồi cũng 250.000. Rồi tiếp theo. 233. Cành 315. Mã số 233. Rồi cũng 250.000. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giới thiệu và giao lưu với cô chú anh chị mình sam hương lá cẩm thạch nha cô chú anh chị. Cái này thì số lượng em cũng còn ít thôi. Em bán rẻ cho cô chú anh chị mình là 5 cây 100.000, em bao ship ha. Cái thân thì nó nhỏ hơn ngón tay út nha. Nó cỡ đầu đũa ăn á. Nè, có cây bự cây nhỏ ha, cây sống khỏe luôn rồi. Này về mình muốn ghép với sam hương thường mình là ghép hoặc là mình chơi cây mini rất là đẹp ha. 5 cây chỉ có 100.000, em bao ship cho mình luôn nha anh chị. Đó, giá hữu nghị luôn ha. Còn mấy cây à? Số lượng có hạn nha anh chị. 5 cây là 100.000. Cây cao khoảng 20cm trở lại ha. Chưa tới ha. Cỡ 20cm, 15-20cm. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly. Từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha, cô chú anh chị về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này á, là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Như cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó 120.000 một cây. Đó cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ mình nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú. Tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi. Nhưng mà cái lưỡi của chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán cái lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó. Nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nghe cô chú anh chị. Này rất là dày nghe cô chú anh chị. Nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình á. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha, 70.000 một cuộn.
Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh đó. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị, đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bán luôn ha, này hàng của Nhật nha anh chị, anh giờ bằng ha, bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000, em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó anh chị xem nè, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn, hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390.000. Đó là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chú chị luôn, về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè, đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha cô chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo, cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, này mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó.
Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha.